Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Hà Nam phản ánh kiến nghị về sửa đổi, bổ sung luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng cho biết, theo dự thảo luật mới, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan sẽ nâng lên từ 1 đến 5 tuổi. Ngoài ra, sĩ quan quân đội sẽ được hưởng nhiều đãi ngộ về mức lương hưu, chính sách nhà ở. Theo đó, Bộ Quốc phòng đề xuất nâng từ 1 đến 5 năm tuổi phục vụ tại ngũ cho một số cấp sĩ quan, cấp thiếu tá, trung tá được hưởng mức lương tối đa theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Quân khu 7 còn đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu có chính sách đặc thù đối với sĩ quan quân đội, bảo đảm khi cán bộ nghỉ hưu đúng tuổi theo cấp bậc quân hàm cơ bản đều được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%. Dự luật cũng hướng đến khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn về chế độ chính sách về nhà ở đối với sĩ quan, bảo đảm tính khả thi phù hợp với hệ thống pháp luật và tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. Hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đã được xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 8 vào tháng 10.